Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với Emin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Ferdinand khẳng định MU sẵn sàng chiêu mộ Sterling. Van de Beek xứng đáng có một cơ hội khác ở MU. Bản hợp đồng quan trọng bậc nhất của Melatus và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Ferdinand khẳng định MU sẵn sàng chiêu mộ Sterling. Theo quan điểm đến từ cựu trung vệ Rio Ferdinand, hàng loạt câu lạc bộ bao gồm cả Manchester United sẽ sẵn sàng chiêu mộ Sterling nếu Man City chấp nhận để ngôi sao này rời khỏi Etihad. Metro dẫn lời huyền thoại người Anh. Raheem Sterling ở đâu? Cậu ấy đã mất tự tin vì bị loại khỏi đội. Cậu ấy là người dẫn đầu khi Man City cần một bàn thắng trong rất nhiều năm qua. Và bây giờ Sterling đột nhiên bị loại khỏi đội hình. Tôi cảm thấy bối rối vì điều đó, tôi chỉ không hiểu tại sao. Với Pep, Sterling thường có những pha xử lý đúng đắn, nhưng với tình hình hiện tại, chắc hẳn sẽ có các câu lạc bộ đang nghĩ rằng hãy xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào vì tôi luôn sẵn sàng chiêu mộ Sterling. Nếu tôi là Liverpool, tôi sẽ mua Sterling vào ngày mai. Nếu tôi là cậu ấy, tôi sẽ không đến Barcelona hoặc Real Madrid vào lúc này. Đó là lý do tại sao tôi nói Liverpool. Man United cũng sẽ chiêu mộ Sterling. Van de Beek xứng đáng có một cơ hội khác ở MU. Donny van de Beek tiếp tục bị xôn xao ngòi lơ trong chiến thắng nhọc nhằn trước West Ham, cho thấy tương lai của anh tại Old Trafford thực sự mù mịt. Sau chấn thương khá nghiêm trọng và buộc phải rút khỏi Euro 2020, tiền vệ người Hà Lan đã dành cả mùa hè để luyện tập tăng cường thể lực. Trong lần đầu tiên được xôn xao điền tên vào đội hình chính thức, van de Beek thể hiện màn trình diễn khá ấn tượng. Những đường truyền đến từ chân cựu sao Ajax rất gọn gàng nhưng cũng mang lại hiệu quả cao, giúp Quỷ Đỏ hoàn toàn nắm quyền kiểm soát nơi khu trung tuyến. Tuy nhiên, đáng tiếc cho Van de Beek khi đội nhà phải sớm rơi vào thế thiếu người và anh buộc phải nghỉ sau 45 phút để đảm bảo chiến thuật của Solskjaer được diễn ra đúng như kế hoạch. Mặc dù vậy, sau những gì Van de Beek thể hiện, rõ ràng Solskjaer nên cân nhắc trao cho cầu thủ này một cơ hội khác thay vì cứng nhắc tới sự lựa chọn nơi trung tâm hàng tiền vệ. Mức thu nhập khủng của Pogba trong bản hợp đồng mới. Manchester United đang tìm mọi cách để có thể giữ chân thành công trụ cột nơi hàng tiền vệ. Trước khi tình hình hiện tại, không loại trừ khả năng ngôi sao sinh năm 1993 sẽ chia tay Man United theo dạng cầu thủ tự do vào cuối mùa giải. Để có thể tránh trường hợp xấu nhất, thượng tầng Man United một lần nữa thuyết phục Pogba chấp nhận giao kèo mới. Theo nguồn tin từ The Sun, dựa vào thành tích khả quan ở giai đoạn đầu mùa và đặc biệt là mức đãi ngộ cực khủng, đội chủ sân Old Trafford hy vọng rằng Pogba sẽ đồng ý cam kết tương lai lâu dài với câu lạc bộ. Cụ thể, Man United sẵn sàng trả cho cựu cầu thủ Juventus số tiền lên đến 400.000 bảng trên một tuần, con số chỉ kém mức thu nhập hiện tại của Cristiano Ronaldo. Động thái này đủ để chứng tỏ rằng, Quỷ Đỏ đánh giá rất cao tầm ảnh hưởng của chân truyền 28 tuổi trong kế hoạch định hướng và phát triển tương lai của câu lạc bộ. Ronaldo bị lừa tiền. Trang Jornal de Noticias của Bồ Đào Nha đưa tin, một người phụ nữ có tên Maria Silva đã lợi dụng lòng tin của Cristiano Ronaldo để lừa ngôi sao của MU khoản tiền là 288.000 euro. Ronaldo được cho tin tưởng Maria Silva đến nỗi cung cấp cả thông tin thẻ tín dụng và mã PIN. Tổng cộng, người phụ nữ này đã thay mặt Ronaldo đặt hơn 200 chuyến đi mà Ronaldo không bao giờ thực hiện. Bản hợp đồng quan trọng bậc nhất của Melatus. Ronaldo trở lại Old Trafford dĩ nhiên là bản hợp đồng quan trọng nhất của MU trong mùa hè này. Thậm chí, CR7 còn được đánh giá là bản hợp đồng lớn nhất của Quỷ Đỏ trong một thập kỷ trở lại đây. Tuy nhiên, cũng trong hè này, MU còn một chữ ký rất quan trọng khác, đó là Eric Ramsey. Ông này là ai? Và vì sao lại quan trọng đến vậy? Trước tiên, hãy làm quen với hiệu số bàn thắng thua từ những tình huống cố định. Tại Bournemouth 2020-21, MU đã nhận tới 14 bàn thua từ các tình huống cố định, nhiều thứ hai ở giải đấu này, chỉ khá hơn mỗi Leeds United. Ngược lại, Quỷ Đỏ chỉ ghi được vỏn vẹn 7 bàn từ những pha bóng chết. Thống kê chỉ ra Quỷ Đỏ chính là đội có hiệu số bàn thắng thua từ bóng chết tệ nhất ở Premier League, bằng với Sheffield United. Đội bóng đã phải xuống hạng. Nếu so sánh với Big Six thì kỹ năng phòng ngự, tấn công bằng các tình huống cố định của Quỷ Đỏ là tệ hơn cực nhiều nếu đặt cạnh Man City, Chelsea hay Liverpool. Số liệu này chỉ ra tình huống cố định là một trong những điểm yếu nhất của MU và họ cần phải cải thiện. Đây chính là lý do vì sao Ramsey được đưa về Old Trafford, bởi ông là một huấn luyện viên tình huống cố định cực giỏi. Mùa trước, Ramsey làm việc cho Chelsea và ông là huấn luyện viên các tình huống cố định ở Stamford. Hiệu quả công việc của Ramsey được thể hiện qua việc The Blues có hiệu số cộng 5 từ các pha bóng chết, nằm trong top 5 tại Premier League. Năm 2019, khi mới 27 tuổi thì Ramsey đã có bằng pro của UEFA. Sau thời gian làm việc ở những đội trẻ của Swansea City, Shrewsbury, tài năng của Ramsey đã được phát hiện và anh được Chelsea mời về làm việc. Và giờ thì anh được MU chiêu mộ. Bổ nhiệm Ramsey là bước tiến lớn của Quỷ Đỏ trong việc chuyên nghiệp hơn, nguy hiểm hơn trong các tình huống cố định.
Bởi trước khi có Ramsey thì người đảm nhiệm việc huấn luyện các pha bóng chết tại Old Trafford là trợ lý huấn luyện viên Martin Pott và huấn luyện viên thủ môn Richard Hattis. Rõ ràng đây đều là những người không chuyên và đó là lý do khiến MU rất kém trong các pha bóng cố định ở cả tấn công lẫn phòng ngự. Quỷ đỏ đang hy vọng Ramsey sẽ giúp họ biến điểm yếu trở thành điểm mạnh và đây là lý do vì sao vị huấn luyện viên trẻ này đang được đánh giá là bản hợp đồng cũng rất quan trọng ở Old Trafford hè này. Rashford là chìa khóa thúc đẩy Ronaldo, Sancho thăng hoa. Hiện tại, Solskjaer đang có trong tay đội hình chưa phải mạnh nhất. Một số nhân sự vẫn đang vắng mặt có thể kể tên như Edinson Cavani, Marcus Rashford, Alex Telles, Phil Jones hay Dan Henderson. Trong đó, các vị trí của Rashford, Cavani và McTominay đặc biệt quan trọng. Rashford đã phải trải qua ca phẫu thuật điều trị dứt điểm chấn thương âm ỉ kéo dài từ mùa giải trước. Dự kiến ngôi sao sinh năm 1997 chỉ có thể trở lại trong tháng 10. Tuy nhiên, trong vòng 2 tuần qua, Rashford đã xuất hiện ở sân tập của Man United. Tiền đạo số 10 cho thấy tốc độ hồi phục nhanh chóng. Có được điều này là vì Rashford chăm chỉ tập vật lý trị liệu 3 buổi mỗi ngày. Rashford rất có khả năng sẽ trở lại vào cuối tháng 9 với tốc độ hồi phục như hiện tại. Dĩ nhiên, ban lãnh đạo Man United không có gì phải vội vàng khi họ vẫn còn nhiều nhân sự chất lượng cho mặt trận tấn công. Tuy nhiên, nếu số 10 của đội bóng sẵn sàng ra sân, đây là tín hiệu tốt dành cho cả Ronaldo và Sancho. Xét về độ hiệu quả và khả năng đóng góp cho hàng công, Rashford chỉ xếp sau Bruno Fernandes ở mùa trước. Khi Rashford trở lại, Sancho và người đồng đội ở tuyến Anh có thể luân phiên đổi cánh, tạo thành bộ đôi tấn công bám biên đầy biến hóa và nguy hiểm của Man United. Trong đó, việc Rashford trở lại cũng sẽ giúp Ronaldo thăng hoa hơn. Một trong hai người là điểm hút bóng và hậu vệ đối phương, người còn lại có thể len lỏi vào khu vực 16m50 với những khoảng trống đã lộ ra để ghi bàn. Nhìn chung, Man United đang rất nhớ McTominay và Rashford. Khi hai cái tên này trở lại, rất có thể mặt trận tấn công của Quỷ Đỏ sẽ càng thăng hoa. Lingard được huấn luyện viên Solskjaer thưởng suất đá chính. Vào sân từ phút 73 gà và ghi bàn giúp Quỷ Đỏ hạ gục West Ham ngay trên sân khách, Jesse Lingard đã nhận được rất nhiều lời ca ngợi. Trước đó, cầu thủ sinh năm 1992 đã mắc sai lầm tại Champions League và đây là động thái lấy công chuộc tội. Thậm chí, theo BBC bình chọn, Lingard còn có mặt trong đội hình tiêu biểu trong vòng 5 Premier League. Danh sách này có những cái tên nổi bật vòng đấu vừa qua như David De Gea, Mateo Kovacic, Thiago Silva, Sadio Mane hay James Milner. Chia sẻ về màn trình diễn của cậu học trò, huấn luyện viên Solskjaer lên tiếng: Jesse muốn chiến đấu cho vị trí của mình và trở thành một phần của đội hình Man United. Tôi không muốn nói riêng về Jesse, nhưng cậu ấy đã có sự đóng góp tuyệt vời cho toàn đội. Jesse sẽ đá chính vào giữa tuần và tôi sẽ tạo ra một vài sự thay đổi. Giữa tuần này, MU sẽ tiếp tục chạm trán với West Ham, lần này là trên sân vận động Old Trafford và trong khuôn khổ Carabao Cup. Cùng với Jesse Lingard, những cái tên cần thời gian thi đấu như Donovan van de Beek, John Mata, Anthony Martial, Jadon Sancho, Edinson Cavani, Victor Lindelof hay Dan Henderson cũng có khả năng được sử dụng. Cùng với đó, Quỷ Đỏ đang đàm phán gia hạn với Lingard khi hợp đồng của cầu thủ này còn thời hạn tới mùa hè sang năm. Mùa hè vừa qua, West Ham rất khao khát có được chữ ký của tiền vệ người Anh, nhưng huấn luyện viên Solskjaer quyết giữ. Varane chỉ ra vì sao Pogba sẽ hối tiếc nếu rời MU. Phía MU được loan báo sẵn sàng đề nghị lương khủng 400.000 bảng mỗi tuần để thuyết phục Pogba ký mới. Huấn luyện viên Solskjaer hy vọng các cầu thủ MU với những Ronaldo, Varane, Bruno Fernandes giúp Quỷ Đỏ giữ chân Pogba. Varane và Pogba là đồng đội ở tuyến Pháp, do vậy trước khi gật MU, cựu trung vệ Real Madrid đã gọi điện nói chuyện với Pogba. Giờ đây, Varane làm điều tương tự, bày tỏ mong muốn Pogba tiếp tục gắn bó Quỷ Đỏ. Tất nhiên đó là quyết định của riêng Pogba, nhưng tôi hy vọng cậu ấy sẽ gắn bó MU lâu dài. Pogba là một ngôi sao tài năng, vì vậy tôi rất mong cậu ấy ở lại. Trung vệ 28 tuổi chỉ ra lý do Pogba nên ở lại. Thành thật mà nói, tôi tin rằng đội hình MU này có đủ phẩm chất và kỹ năng để chiến đấu cho danh hiệu ở cả mặt trận Champions League và Premier League. Điều chúng tôi cần là tạo ra sự kết dính và sức mạnh tập thể. MU có đầy đủ tiềm năng và đủ các yếu tố cần thiết để giành được mọi thứ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!